Sau khi mẹ tôi luộc xong rồi bây giờ chắt cái nước ra đây, chắt nước ra cái bát này để lấy nước này để nấu canh, còn sau đó là đi nhặt cái con này ra xong một tí nữa làm nhân cho vào canh. Con này nó không có ruột đâu nhỉ? Con này cái con gì? Cái con này trùng trục đây. Thank you.
Đây là nồi canh mà mẹ tôi vừa mới nấu xong này các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Có cà chua, có các loại rau thơm. Bên dưới là thịt của đùng đục, trùng trục, sò gì đấy tôi cũng không rõ. Đang nóng lắm, thử ăn. Ngon cực kỳ luôn các bạn. Vị ngọt của sò này, vị thơm của các loại rau thơm này, vị chua chua của cà chua. Vị ngon của bàn tay của mẹ. Đấy. Hòa quyện trong bát canh này. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Dù sao thì dù có thế nào thì món của mẹ nấu bao giờ cũng là ngon nhất. Dạ luôn.